xưa nay cậu đều giận tôi. Được, vậy chúng ta đánh một trận. Nói chung là tôi cũng không cam lòng vì sư phụ dạy cho cậu trọn bộ vô lượng thất sát chưởng. Từ lâu cậu đã muốn cho lão già nhẫn tâm ác độc này một bài học. Có đúng vậy không? Từ xưa đến giờ, tôi cho rằng chỉ cần có tiền thì có thể mua lại những gì tôi đã đánh mất. Nhưng không thể được. Vợ của tôi không thể sống lại. Con gái của tôi cũng bỏ đi luôn. Cháu ngoại của tôi gần như xem tôi như kẻ thù. Con trai của tôi ngang nhiên che giấu tôi, làm chuyện mà xưa nay tôi không chấp nhận. Thực ra tôi sai ở đâu? Tôi sai ở đâu? Tôi sai ở đâu? Từ trước đến giờ, tôi đều dạy nó vươn lên như thế nào, dạy nó mạnh dạn hơn. Tôi cho cậu hay, ngoại trừ cậu và Thiên Quân ra, tôi chưa từng khóc trước mặt ai. Kể cả Thái Bảo cũng vậy. Tại tôi muốn làm gương cho nó. Tôi phải biến nó thành một kẻ vô tình. Chính tôi đã biến nó trở thành như vậy. Ngày xưa sư phụ chỉ dạy tôi bốn chiêu thất sát chưởng. Ông ấy làm đúng. Tại vì lúc đó ông đã biết rõ tôi là một kẻ lòng dạ bất chính. Tại sao đệ tử của ông ấy đều tốt như vậy? Tại sao đệ tử của ông đều tốt như vậy? Lừa gạt. Tất cả đều là lừa gạt. Không phải lừa gạt. Ông ấy thật sự nói như vậy. Tôi không xứng đáng. Tôi có quá nhiều khuyết điểm. Con người ta, ai không có khuyết điểm? Ít ra có ba chuyện không xảy ra ở ông. Thứ nhất, không biết dạy con. Thứ hai, không biết sai trái. Thứ ba, biết lỗi không sửa. Thật ra cả ba chuyện đó muốn làm được cũng không khó đâu. Miễn sao có lòng thì làm được. Vậy sao?
Chỉ tiếc là tôi đã già rồi. Thiên quân không ở với tôi cũng tốt thôi. Ít ra tôi không sợ nó hư hỏng. Cảm ơn cậu đã thay tôi đào tạo một đứa cháu ngoan. Nhưng tôi không làm được. Tôi không biết giáo dục con của mình. Tỉnh rồi hả? Chỗ này là chỗ nào? Anh bị ngất trên đường đi. Đúng lúc xe chở than đi ngang, cho nên tôi nhờ họ đưa anh đến đây. Là khách sạn hả? Anh nên nghỉ ngơi lấy sức. Chờ sau khi anh khỏe lại, chúng ta mới về làng Thanh Khê. Cách đây không xa. Anh yên tâm đi. Xin lỗi, khiến cô chậm trễ. Anh vì cứu tôi, còn bị tôi làm hại anh mang bệnh, còn nói lời xin lỗi với tôi sao? Tôi có nấu cháo cho anh đó, tôi còn múc cho anh nha. Không cần đâu, để tôi tự múc được rồi. Anh mới tỉnh dậy để tôi múc cho anh. Cảm ơn. Anh có sao không? Anh có sao không? Để tôi đúc anh. Cảm ơn. Cô nhớ lại chuyện ngày xưa hả? Chính vì cô làm chuyện khờ dại tại đây để khiến tôi cảm động. Do đó tôi mới cảm thấy phải đưa cô qua Mỹ để tìm lại bạn của cô. Tôi thực sự cảm ơn anh từ tận đáy lòng của tôi. Tôi muốn hỏi cô, ngày xưa cô thực sự cho rằng cho gói qua lại, qua có thể nở trễ hơn sao? Có thể kịp chờ ảnh về hả? Con người tôi hồi đó thật sự là khờ dại. Anh đừng cười tôi nữa mà. Cô cứ mong muốn anh trở về, nhưng nay ảnh đang ở Trung Quốc. Nay còn là quê hương của ảnh. Tại sao mẹ cô bệnh, ảnh không thể theo cô về thăm nhà vậy? Có thật là bận như vậy không? Bận đến nỗi không thể dành chút thời gian lo cho cô sao? Không phải ảnh không quan tâm tôi. Thật ra ảnh rất mong cùng tôi về đây, nhưng bị tôi từ chối. Tôi không muốn ảnh phải bận tâm về chuyện của tôi. Nếu ảnh biết cô tốt với ảnh thì cần phải có một chuyện này tôi giấu trong lòng. Không hỏi thì không được. Tôi rất muốn hỏi anh cho rõ. Cô muốn hỏi chuyện gì? Tôi... chắc anh biết rõ tình cảm tôi dành cho anh Hùng. Chuyện đó đương nhiên. Vậy giữa chúng ta chỉ là bạn bè. Tất nhiên chúng ta là bạn bè rồi, mà còn là bạn thân nữa. Tại sao đột nhiên cô lại đưa ra câu hỏi như vậy? Tôi hiểu rồi. Cô cho rằng tôi có ý với cô. Tôi đoán không sai. Hèn gì dạo này tôi thấy cô lạ lắm. Cô hiểu lầm tôi rồi. Vậy sao?
Cô đừng tưởng tôi cứ tìm cách tiếp cận cô. Thật ra tôi chỉ xem cô như em gái thôi. Xưa nay tôi rất mong có một đứa em gái. Ngày xưa cái bên phòng khám của ba tôi, nghe tôi nói là bác sĩ Nghê. Kế bên phòng khám của ông ấy có một ngôi nhà nhỏ. Trong nhà có một cô bé. Cô bé nhỏ hơn tôi khoảng 2-3 tuổi. Hồi nhỏ chúng tôi chơi chung với nhau. Sau đó cô bé dọn đi, chúng tôi không còn gặp lại nữa. Tôi nhớ cô bé đó lắm. Tôi thấy cô và cổ giống nhau. Có đôi lúc rất nghịch ngợm, có đôi lúc hay suy nghĩ bậy bạ. Thật sao? Ý cô hỏi gì? Cô hỏi cô có giống cô bé đó hay không? Hay là hỏi có thật là tôi chưa từng có tình cảm với cô? Anh đừng chê cười tôi nữa mà. Người bạn trai của cô đó, thú thật là khó chấp nhận được. Người làm anh như tôi, chỉ nói hắn có vài câu thôi, không ngờ hắn lại nhạy cảm đến mức này. Tôi xin lỗi. Tôi chỉ xuất hiện một mọc tu la đã khiến cho hai người thấp thỏm lo sợ. Xin lỗi nha. Liệu anh có giận tôi hay không? Tôi có thể xem cô như em gái không? Sau này cô đừng nghĩ bậy nữa. Cô đối xử với tôi y như trước kia vậy thì được rồi. Đi mau lên, mẹ cô đang mong cô về đó. Được. Hay thật đó. Diễn viên trên màn bạc y như người thật vậy. Con có thích xem phim không? Con còn muốn gì nữa cho cậu biết đi. Nhất thời cô suy nghĩ không ra. Nhưng mấy ngày qua cô cảm thấy thỏa mãn rồi. Được đi xe hơi, được xem đua ngựa. Hôm nay con được xem phim nữa, con vui lắm. Con thấy vui thì được rồi. Đúng rồi, chúng ta tranh thủ về sớm. Ông ngoại đang chờ chúng ta về nhà ăn cơm đó. Cậu, con muốn đi mua đồ. Con muốn mua gì? Con muốn hỏi cậu, ông ngoại con ngoài những lọ chai thủy tinh ra, ngoại còn thích thứ gì khác không? Chuyện đó đơn giản thôi. Khi nào con rảnh thì đến nhà chơi, đánh cờ với ông, ở lại ăn cơm, vậy ông vui rồi. Không phải con muốn đến nhà, mà là... Con sao vậy? Ông đâu có ép con, bắt con phải ở chung với ông. Con rảnh đến nhà chơi, thăm hỏi ông như vậy là được rồi. Không đơn giản như vậy đâu. Cậu không biết thôi, ông ngoại nói ông không muốn ở lại Thượng Hải, muốn về quê dưỡng già, kêu con theo ngoại về quê ở. Thật ra con hoàn toàn không muốn đi khỏi đây. Nay mai Y Lư khai trương rồi, con có một phần tâm huyết trong đó. Nhưng nếu con mà từ chối ngoại, con lại sợ ngoại không vui. Do đó con mới nghĩ ra cách mua quà gì đó tặng cho ngoại, như vậy sẽ tốt hơn. Tốt, tốt. Chẳng lẽ ngoại là ông cụ già 70-80 tuổi sao? Ông ngoại ngồi đi, ngồi xuống. Khách sạn này đã đổi tên rồi. Con cứ cho rằng khách sạn Trung Quốc phải bán món Trung Quốc, không thể chỉ bán món Âu. Đúng như vậy. Vậy tối nay chúng ta ăn thử trước. Cậu chủ, cho dọn lên được chưa? Khoan đã. Hôm nay ba có mời thêm một người bạn đến đây. Cho thêm một bộ chén đũa. Dạ. Ông chủ, qua anh hùng đến rồi. Anh Hùng, sao anh lại đến đây? Ngồi, 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 mời anh ngồi. Cho dọn lên đi. Anh Hùng à, hôm nay tôi mời cậu đến đây là vì có chuyện muốn nhờ cậy. Tôi chính thức tuyên bố ngay trước mặt cậu và người nhà của tôi, tôi quyết định về hưu rồi. Ba, lẽ ra tôi kêu Thiên Quân theo tôi về quê, nhưng nó không chịu. Do đó tôi chỉ còn biết tiếp tục giao nó cho cậu. Cậu không được làm cho tôi thất vọng đó. Ba, chuyện hệ trọng như vậy, tại sao ba không bàn với con trước? Con làm việc rất có chủ ý,
Con có chuyện cũng đâu bàn với ba, có đúng không? Sau này ba không nhúng tay vào chuyện làm ăn của Kim gia nữa, con tự lo liệu đi. Ba, sao ba lại nói chuyện này ngay trước mặt người ngoài? Anh hùng không phải người ngoài, nó là anh nuôi của cháu ngoại ba. Đúng vậy, chuyện đó con biết. Cho nên đến nay con vẫn cảm thấy hối hận về những gì trước kia con đã làm. Ba, ba hiểu con nhất. Xưa nay con không nói lời xin lỗi. Nhưng mà hôm nay, dưới sự chứng kiến của người nhà tôi trân trọng xin lỗi anh. Ngày xưa tôi từng vì tư lợi của tôi để làm chuyện tổn hại đến anh. Hôm nay tôi chính thức xin lỗi anh. Mong anh có lòng độ lượng mà bỏ qua cho tôi. Đừng nói vậy. Vậy xem như chúng ta đã làm lành với nhau rồi. Xưa nay tôi chưa từng xem anh như kẻ địch, tại vì tôi chỉ mong có thể giúp được một số kiều bào đang lưu vong ở nước ngoài. Ngoài ra, dẹp sạch bọn buôn nhà phiến. Vậy sao? Như vậy thì quá tốt. Tôi nghĩ xưa nay chúng ta có quá nhiều chuyện hiểu lầm. Và tôi từng cam đoan ngay trước mặt ba tôi tuyệt đối không nhúng tay vào ma túy đâu. Còn về chuyện cứu trợ cho kiều bào hải ngoại, lẽ ra mấy ngày trước tôi định qua bên anh rồi, không ngờ hôm nay anh đến đây. Như vậy con gì bằng? Đây, anh hãy cầm lấy. Tôi không thể nhận số tiền này. Tại sao vậy? Hôm nay tôi đến đây không phải muốn nhận bất kỳ lợi ích gì do Kim gia ban cho. Giả lại tất cả những gì tôi làm cho Thiên Quân cũng không phải gì để xin thêm tiền cứu trợ gì đó. Anh không ngừng huy động tìm người đóng góp, nhưng anh không chịu đón nhận lòng tốt của tôi. Cuối cùng là vì sao? Tôi có thể cam đoan với anh, đây tuyệt đối không phải là đồng tiền dơ bẩn. Sau này Kim gia chúng tôi tuyệt đối không nhúng tay vào bất kỳ chuyện làm ăn bất chính. Anh không chịu nhận là vì anh xem thường tôi, cho rằng tôi không thể thực hiện lời hứa của mình, hay anh vốn không muốn làm lành với tôi? Anh hùng à, cậu hãy nhận lấy đi. Đóng góp mà, cậu không nên từ chối. Sau này chúng ta đây y như người một nhà vậy. Vậy cung kính không bằng tuân theo. Tôi thay mặt kiều bào nước ngoài cảm ơn anh. Anh không cần phải khách sáo. Nào, tôi kính anh một ly. Được, tôi cũng tham gia một phần. Được, còn tôi nữa. Nè, thức ăn kêu mang lên. Con nít bụng đói uống rượu không nên đâu. Chẳng phải ngoài nói con đã trưởng thành rồi sao? Không được, con phải uống. Ông chủ, ba, con từng nói với ba về A Dân, chỉ là xin nghỉ mà thôi. Nếu như ba hy vọng ảnh trở về làm tài xế, tất nhiên con sẽ cố gắng thuyết phục ảnh. A Dân, đưa họ về nhà trước đi. Dạ. Thiên Quân, cậu biết con thích đi xe hơi hóng gió. Sau này A Dân sẽ là tài xế riêng của con. Con muốn đi đâu chỉ cần gọi điện thoại, cậu kêu A Dân đi đón con. Cảm ơn. Cảm ơn cái gì, khờ quá. Về nhà nghỉ ngơi đi. Cẩn thận nha. Lên xe trước đi. Nào. Coi chừng kẹp tay. Con đáng khen lắm. Ba, xưa nay con không thích làm bất cứ chuyện gì khiến ba cảm thấy không vui. Ba lên xe đi. Khoan khoan khoan, cho con ngồi phía trước. Cái thằng này,
ngồi phía trước vẫn vui hơn. Ba lên đi, coi chừng kẹp tay nha, cho xe chạy đi. Thiên Quân, anh Hùng, cậu mới tắm xong lại lo động quyền động cước rồi, lát nữa mồ hôi đầy mình làm sao mà ngủ. Mấy chiều mà hôm trước anh dạy tôi vẫn chưa thành thạo. Chẳng phải Thái Bảo nói về võ công cho cậu hay sao? Thật ra anh dạy cậu cũng tốt. Võ công của tôi không chú trọng chiêu thức mà xem trọng nội công. Cậu là con người nóng tánh như vậy, luyện tập rất là hao sức. Ý anh nói kêu tôi theo cậu tôi học võ sao? Nhưng mà tôi cứ cảm thấy tôi và cậu tôi không có cảm giác thân thiết như tôi và anh. Còn đi ăn cơm với cậu tôi thì được. Hôm nay ăn một bữa no nê, hôm nào đi ăn thêm một bữa. Ông ngoại cậu thương cậu như vậy, sau này cậu muốn ăn món gì cũng có. Huống hồ đó là khách sạn của ông. Nhưng mà không có anh, tôi cứ cảm thấy không có hứng thú và thiếu tự nhiên. Còn cậu tôi, sau khi tôi nhận lại cậu tôi, thú thật tôi thấy cậu ấy không chán ghét như lúc xưa, cũng tốt với tôi lắm. Giả lại hôm nay ổng làm lành với anh, tôi cũng thấy được đó. Nhưng tôi vẫn cảm thấy, cậu biết tại sao ảnh lại làm lành với tôi không? Ý anh nói ổng có mục đích khác. Sao cậu nghi ngờ ảnh có mục đích vậy? Ảnh vì cậu, cũng vì ba ảnh. Tuy ảnh từng làm nhiều chuyện không chấp nhận được, nhưng tôi vẫn cảm thấy ảnh rất trọng tình cảm, nhất là thân tình. Thân tình rất dễ thay đổi một con người, cho nên sau này có cơ hội cậu nên gần gũi ảnh. Nếu như có thể giúp ảnh loại trừ lòng ích kỷ đó, xem như là tạo phúc cho bá tánh. Thì ra anh có dụng ý khác. Anh lợi dụng tôi. Đúng vậy, tôi lợi dụng cậu. Vậy tôi trả lại cái áo rách cho cậu, cậu tự giá đi. Tất nhiên do tôi tự giá rồi. Chị hai đi vắng, chẳng lẽ tôi trông cậy anh giá giùm tôi sao? Ai nói tôi không biết làm? Lúc tôi ở bên Mỹ chẳng phải đều do tôi tự làm sao? Tôi biết anh giỏi rồi, cho nên áo anh mới rách. Hay là như vậy, chúng ta so tài đi. Thì như thế nào? Chúng ta thì mày giá. Anh đừng quên rằng ngày xưa quần áo ba tôi bị rách chính tôi giá chứ ai. Thôi được, thi thì thi, ai sợ ai. Được thôi, được thôi, đi. Ba. Ba, khuya như vậy sao ba không về nhà nghỉ ngơi? Ba muốn qua đây trò chuyện với con. Đúng là ba không ngờ con lại có khả năng mời được đầu bếp của Thanh Triều trước kia. Chỉ cần có tiền, cộng thêm chút tài ăn nói vốn có thì được rồi. Đúng vậy. Sau khi khách sạn này khai trương, chắc chắn sẽ trở thành khách sạn lừng danh nhất Thượng Hải. Bác sĩ nghe đến rồi, mời ngồi, mời ngồi. Bác ơi, bác gọi con Moshi được rồi. Moshi. Mẹ. Bác à, bác nên nghỉ ngơi để lấy sức lại. Nếu con biết bác phải vất vả như vậy, con không nhận lời đến ăn cơm đâu. Sao cậu nói vậy? Có gì đâu cậu phải khách sáo với tôi. Cậu không nên khách sáo làm gì. Nhờ có cậu trị bệnh cho bà mới có thể hồi phục. Cậu là ân nhân của bà, nấu vài món này chẳng đáng kể gì. Người khách sáo là hai bác, thực ra con chẳng làm gì hết. Bác chỉ bị thiếu máu thôi và thiếu một số vitamin. Con chỉ tiêm cho bác một mũi thuốc và cho bác thêm một chai thuốc bổ. Y thuật của phương Tây quả nhiên lợi hại. Chỉ có vài viên thuốc, bên ngoài còn có lớp đường. Không cần nấu, không cần sắc, vừa uống vào lập tức khỏi bệnh.
Đúng rồi. Vậy sau này bác nên chú ý việc ăn uống, nên ăn gan nhiều. Cậu nhìn xem, hôm nay tôi cũng làm món gan xào đó. Ăn đi. Bác sĩ Nghe, cơm lạc muối rau, cậu cứ tự nhiên. Ba, bà không nên khách sáo với ảnh, nếu không ảnh sẽ sợ bỏ chạy đó. Căn nhà của ông ngoại cậu thế nào rồi? Chủ quyền làm xong chưa? Con đã làm xong rồi. Và chủ quyền đang ở trong tay con. Con không chịu bán, không ai làm được gì con. Chẳng lẽ họ dám cướp của con sao? Cậu không nên nghĩ như vậy. Nếu người Tây Dương đòi lấy của cậu, cậu không cho, lỡ như chọc giận họ, như vậy rắc rối lắm. Cũng vì vậy mà anh hùng đã chọc giận bọn chúng, hại chết ba mẹ của nó, và nó cũng phải bỏ xứ mà đi. Ba, Tôi nhiều chuyện. Thật ra Mô Si quen rất nhiều bạn bè người nước ngoài, không ai dám ăn hiếp ảnh đâu. Bà yên tâm đi. Phải. Thôi được rồi, đừng cứ lo nói chuyện nữa, ăn cơm đi. Được rồi, ăn cơm đi. Nào ăn cơm. Xem ra anh đã chịu sự ảnh hưởng của tôi, rảnh ra đây ngắm cảnh. Tôi cố tình đến đây tìm cô. Tìm tôi? Có phải vì chuyện vé tàu trở về Thượng Hải không? Anh mua giùm tôi rồi hả? Tôi chưa xác định. Cô có nên về đó không? Ảnh là tội phạm giết người. Tôi đã hỏi thăm rõ, ảnh đã giết người, đến nay vẫn còn bị truy nã, cho nên ảnh mới qua Mỹ. Đồng thời cũng không dám cùng cô về quê thăm bà con. Cũng do ba tôi nói toạc mọi chuyện, nói quá nhiều. Cô không nên trách ba cô. Chuyện này ở trong làng cũng không phải chuyện nhỏ, đâu đâu cũng có người bàn luận. Anh định làm thế nào? Cô sợ là tôi báo cảnh sát hay sao? Nếu anh dám báo cảnh sát, chúng ta mãi mãi cũng không làm bạn với nhau. Tôi đâu có nói tôi báo cảnh sát. Cô không nên hiểu lầm mà xem tôi như kẻ địch có được không? Vừa nghe tôi biết tẩy của ảnh thì cô đã sợ rồi sao? Nếu cô đi theo ảnh, như vậy cuộc sống thấp thỏm có lẽ sẽ đau bám cô suốt đời. Khiết Du, tôi quan tâm cô thôi. Ảnh không thể mang lại hạnh phúc cho cô đâu. Có lẽ hôm nay ảnh vẫn khỏe mạnh ở bên cạnh cô, ngày mai sẽ bị phòng tuần bộ bắt, thậm chí là tử hình. Tôi biết chứ. Nếu như cô đã biết, tại sao cô còn khờ dại làm gì? Nếu ảnh thật sự muốn tốt cho cô thì không nên trở về Trung Quốc. Thú thật là tôi không dám tin ảnh ngang nhiên dám qua lại với Quan Thương đòi lấy tiếng. Nếu ảnh nghĩ đến cô một chút thôi thì không nên táo bạo và lộ liễu như vậy. Ảnh không muốn đâu. Ảnh muốn góp phần sức mọn cho những kiều bào xấu số, những người có địa vị và tiếng tăm giả dờ không nhìn thấy, thờ ơ trước mọi chuyện. Ảnh chỉ còn biết mạo hiểm. Anh không thể vì ảnh làm vậy mà nói ảnh không quan tâm tôi. Xem ra tôi có nói gì cũng như không, chỉ khiến cô thêm phản cảm thôi. Kiếp này tôi đã chọn ảnh. Những tháng ngày có ảnh ở bên cạnh, tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc. Cho nên tôi không sợ gì hết. Ảnh chịu khổ, tôi theo ảnh chịu khổ. Ảnh chạy trốn, tôi theo ảnh chạy trốn. Nếu ảnh chết, tôi chết theo ảnh. Không có bất cứ ai hay bất cứ chuyện gì có thể ngăn cách chúng tôi được. Anh còn xem tôi như em gái không? Còn. Vậy tôi xin anh đừng tiết lộ chuyện của anh Hùng. Hứa với tôi đi. Hứa với tôi đi. Tôi hứa. Cảm ơn anh.
Anh đến trễ rồi. Tôi còn tưởng anh không đến nữa. Tôi ít khi đến vùng này, cho nên phải tìm kiếm. Tốt lắm, chỗ này cũng khá yên tĩnh. Đúng vậy. Cho nên thường ngày tôi hay đến đây, ngồi chơi một hồi sau, phiền não sẽ biến mất. Anh cũng thử xem. Cây kiếm này đẹp quá. Đúng vậy. Nhưng vẫn không thể so sánh với sức kiếm của anh. Tôi không ngừng suy nghĩ nên hóa giải kiếm pháp của anh bằng cách nào, nhưng sau cùng vẫn không có kết quả. Nếu đã là trao dồi, đâu cần phải hơn thua làm gì. Ai nói tôi định trao dồi với anh? Ý anh là sao? Anh có xích kiếm cộng thêm võ công của Túy Điên, quả nhiên không thể xem thường được. Thật ra võ công của Túy Điên ba tôi cũng biết, nhưng ông ấy không chịu dạy cho tôi. Ông nói đã hứa với sư phụ không truyền ra ngoài. Sư phụ của các người đúng là quá thiên vị. Đây xem như tôi trả được một phần mối thù. Vậy bây giờ anh có thể dừng lại chưa? Võ công của anh không thua ai cả. Rất tiếc khuyết điểm quá nhiều. Không phải là người thích hợp so tài quyết đấu. Nếu không phải anh sợ ảnh hưởng đến quan hệ với ba tôi, tại sao anh phải bại trong trận này? Tôi không phải vì quan hệ với ba anh đâu, mà tôi cảm thấy người bạn như anh có thể thâm giao được. Anh đừng giả vờ nữa, tôi thấy ớn lắm. Tôi biết anh đang oán hận tôi, nhưng mà không chỉ có oán hận. Từ đầu tới cuối tôi đã không thích con người như anh. Anh đừng tưởng anh hơn tôi về mọi mặt. Thật ra anh chỉ là một tên vũ phu không biết gì hết. Tôi không cảm thấy tôi có gì ưu tú hơn anh. Giả lại xưa nay tôi chưa từng nghĩ đến sẽ so đo với anh. Tôi chỉ cảm thấy nếu chúng ta thực sự không thể trở thành bạn thân, ít ra cũng không nên trở thành kẻ địch. Ở bên Mỹ, tôi cùng đồng bào chịu khổ. Trở về Trung Quốc, trở về Thượng Hải, tôi chứng kiến cảnh lãnh thổ bị phân chia, nhân dân không đoàn kết. Chuyện này thật sự khiến tôi đau lòng. Kim Thái Bảo, ba anh là người có bầu nhiệt huyết. Tôi không tin anh không có cảm giác. Tại sao chúng ta không bỏ qua mọi ân oán, cùng nhau góp sức làm chuyện có lợi cho đồng bào? Qua anh hùng, anh đúng là một kẻ quá hồ đồ rồi. Người Trung Quốc có một câu nói: loạn thế xuất anh hùng. Anh có từng nghe thấy không? Cho nên đất nước càng loạn càng tốt. Anh nói sao? Anh cảm thấy kỳ lạ lắm phải không? Anh quả như là một kẻ không có kiến thức. Đất nước này không loạn, những người có chí hướng như chúng ta là gì có cơ hội vươn lên để làm nên một cơ nghiệp lẫy lừng. Kim Thái Bảo, bộ anh nói thật sao? Đúng vậy. Anh đừng tưởng kẻ cuồng vong là tôi, mà kẻ cuồng vong chính là anh. Anh khăng khăng nói anh không so với tôi, nhưng anh lại tự xưng là nghĩa sĩ. Đoàn kết với tôi để làm đại sự, tôi cho anh hay. Tôi không cần sự đánh giá của anh. Nếu không phải vì ba tôi, thì không đời nào tôi ngồi ăn chung bàn với kẻ vô kiến thức như anh. Tôi có thể cho anh biết, tốt hơn hết anh đừng gây rắc rối cho tôi. Đừng ly gián tình cảm cha con của tôi. Nếu không tôi thề sẽ cho anh sống dở chết dở. Không nên lợi dụng thiên quân để nói xấu trước mặt ba tôi. Thủ đoạn này của anh, vậy mà dám tự xưng là đại nhân đại nghĩa sao?
anh hùng. Tại sao lại có hắn? Họ gặp nhau ở dưới quê. Đưa anh. Xin lỗi, xe lửa đã trễ giờ khiến anh phải chờ lâu. Em có quà cho anh nè. Cảm ơn anh đã giúp đỡ. Anh nói như vậy cứ y như tôi là người ngoài. Hắn không tôn trọng người anh như tôi, cô phải cho hắn một bài học. Tôi biết rồi. Vậy tôi đi về trước. Chị hai, lần này chị có mang quà gì cho tôi không? Tôi có phần không? Dưới quê tôi làm gì có quà. Sao chỉ có một túi vậy? Tôi là một người tinh mắt. Kiểu nón này rất thời thượng. Màu sắc cũng tiệm với áo của tôi. Có đẹp không? Nè. Nè. Anh còn nói đi chơi với tôi. Nếu anh không có hứng thú thì đi về đi. Không nên mặc hầm hầm. Đừng đảo qua đảo lại trước mặt tôi có được không? Sao anh lại trút giận lên tôi? Người ép anh đi bắt Bình đâu phải là tôi. Chính cô nói đưa tôi đi chơi cho đỡ buồn. Bây giờ thì sao? Ngược lại tôi phải theo cô đi mua sắm. Anh nhỏ mọn quá. Nhưng tôi cảm thấy khi nào tôi buồn, có người đôi co với tôi cũng là một chuyện vui. Thật ra anh đi Bắc Bình cũng đâu có thiệt hại gì. Giả lại mục đích của ông ngoại anh là đưa ba mẹ anh về quê. Anh có thể không đi chung sao? Đúng vậy. Ông ấy viện cớ ép tôi phải đi. Nhưng tôi nghĩ không đơn giản như vậy. Tôi sẽ một đi không trở lại. Anh nói khó nghe quá. Ông ấy đưa anh đi Bắc Bình, đâu phải lấy mạng anh đâu mà không về. Tuy tôi và ông nhìn nhận nhau chỉ được một thời gian ngắn, nhưng ít nhiều gì tôi cũng hiểu được ông ấy. Tôi cứ cảm thấy lần này hình như ông ấy muốn trốn tránh cái gì đó. Một đi không trở lại. Tôi nghĩ anh nói quá thôi. Thật ra anh không muốn đi, cho nên anh viện cớ. Anh đừng quên rằng anh Hùng không thể chăm sóc anh suốt đời đâu. Dù sao anh cũng phải tự vươn lên, tăng thêm kiến thức. Không chừng một ngày nào đó anh cũng sẽ cùng tôi qua Mỹ. Có đi tôi cũng đi một mình. Tại sao tôi phải đi với cô? Cô, tại sao cô lại giận tôi? Anh nói tôi nhỏ mọn, người thật sự nhỏ mọn chính là anh. Cô nhỏ mọn. Anh, tránh ra. Tôi mà nhỏ mọn sao? Đồ xấu xa. Sao cô lại chửi tôi? Lần nào cũng vậy, cô đừng kiếm chuyện. Anh là Trương Bắc Giới, tôi là Trương Bắc Giới thì sao? Đồ tâm thần. Sáng sớm Thiên Quân đã bỏ đi, không biết lúc nào nó mới trở về. Nó cố tình tránh mặt tôi. Không thể nào, chẳng phải tình cảm hai người rất thân sao? Đúng vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, nó có thể xóa bỏ thành kiến đối với tôi. Tôi đã mãn nguyện rồi. Không dám đòi hỏi. Nói đến thân tình không ai chê nhiều. Tôi nghĩ không bao lâu sau hai ông cháu sẽ thân hơn nữa. Chẳng qua nó mong mỏi Y Lư sớm khai trương, cho nên đối với chuyện về quê có phần hơi e dè. Theo như cậu nghĩ, mới đây tôi đã đưa nó đi khỏi, làm vậy có phần nôn nóng không? Sao ông lại bỏ đi? Không gì sao hết. Chẳng qua tôi cảm thấy mệt mỏi. Lẽ ra tôi định về quê một mình, nhưng mà có người lớn tuổi rồi, có lẽ hơi ích kỷ. Tôi sợ buồn. Những chuyện hệ trọng như khách sạn Kim Long đổi tên tái khai trương, lẽ ra ông phải ở lại giữ mới đúng chứ. Hôm đó Thái Bảo rủ cậu đến Kiếm Đạo quán, hai người chơi có vui không? Ông biết hả? Tôi nghe tin thuộc hạ của nó đi hẹn cậu. Lẽ ra tôi đi chung cho vui, nhưng đột nhiên có công việc. Sao hả? Hai người đi chơi có vui không? Cũng được. Chúng tôi có trao dồi kiếm thuật. Vậy sao? Võ công của nó không bằng cậu. Nói chi đến trao dồi. Cậu chịu nhượng bộ là may cho nó đó. Không có chuyện đó đâu. Ở đây thấy buồn quá, tôi không chờ Thiên Quân nữa. Xem ra nên cho nó yên tĩnh một mình để nó suy nghĩ cho kỹ, như vậy sẽ tốt hơn.
cậu cùng tôi ra ngoài dạo chơi, chắc được chứ? Tất nhiên. Cô có biết không, hồi nhỏ tôi từng đến đây bày bán. Những cảnh tiễn đưa khóc lóc tại đây tôi chứng kiến quá nhiều rồi. Đi xe lửa mệt lắm. Cô nghĩ xem, cả một đống người chen vô chung một chỗ, ngồi thì ngồi không yên, ăn thì ăn không ngon. Sao lại ăn không ngon? Tôi cảm thấy thức ăn trên xe lửa ăn rất ngon. Nhà toa xe đến Bắc Bình cũng thoải mái lắm. Cô gạt tôi thôi. Ngày xưa tôi bán tại đây, thấy người ta lên xe cứ hay mua thứ này mua thứ kia, sau đó lại chen nhau lên xe. Không có tiền thì mua màn thầu bánh nướng ăn cho đỡ đói. Nếu có tiền, trên xe lửa thiếu gì món sơn hào hải vị, các món Âu Á tha hồ chọn lựa. Còn có thể vừa ăn vừa thưởng thức phong cảnh bên ngoài. Sao hả, có muốn thử trải nghiệm không? Anh không tin à? Vậy mà nói bán hàng tại ga xe. Tôi nghĩ anh đó phải tăng thêm kiến thức. Cậu có biết không, sau khi qua Mỹ được một thời gian, khoảng thời gian đó cả gia đình tôi không có cá mà ăn. Tôi nghĩ cũng khoảng 3-4 năm. Nghèo mà. Trước khi qua Mỹ, chúng tôi không có tiền đi chợ, nhưng vẫn có đủ cơm nuôi sống cả gia đình. Chuyện đó đã không đơn giản rồi. Thức ăn duy nhất là món cá câu từ ao này lên. Bữa nào cũng cá, ngày nào cũng cá. Cứ như vậy khiến cả gia đình ăn tới sợ luôn. Chỉ cần nghe mùi cá thì muốn ói rồi. Chắc bệnh sợ cá của ông bây giờ đã qua rồi chứ gì? Đã qua lâu rồi. Quá khứ tuy khổ, nhưng dẫu sao cũng có những chuyện đáng để cho người ta hoài niệm. Sau khi qua Mỹ, tôi bỏ ăn cá luôn. Tại vì bên đó chỉ có cá đông lạnh thôi. Ông nói đúng. Chính là chỗ này. Là chỗ này hả? Lúc đó họ lấy giấy dầu gói lại, rồi đem gói đồ giấu ở đây. Tôi đã lén theo dõi họ, xem cuối cùng họ giấu cái gì. Nhưng bị họ phát hiện, họ không cho tôi xem. Chuyện này là bí mật của họ. Lúc mà vợ tôi vừa lượm cái hộp đó về, hai đứa con tôi vui hết biết. Thật ra đó chỉ là một cái hộp kẹo không, do người ta ăn hết rồi bỏ, cho nên vợ tôi đã lượm về. Vợ tôi nói lấy nó để đựng kim chỉ, nhưng vì hai đứa nó cứ đòi lấy, sau cùng vợ tôi cũng phải cho tụi nó. Đây đã là chuyện hơn 20 năm trước rồi. Tôi cũng có một món đồ chôn dưới gốc cây trong làng. Đó là gì vậy? Là cây kiếm đầu tiên do tôi rèn. Lúc đó tôi mới được 11-12 tuổi. Bà tôi không cho tôi đến gần lò rèn. Nhưng vì hồi nhỏ tôi đã thấy quá nhiều, cho nên đã biết công việc rèn là như thế nào. Nên tôi thường lúc ba tôi đi vắng đã lẻn vào trong lò để rèn. Vậy cậu rèn được gì? Đó là một cây kiếm như thế nào? Là cây kiếm gõ nhẹ cũng gãy. Tôi không dám cho ai biết, chỉ biết mang đi giấu. Nhưng sau cùng cũng bị Khiết Du phát hiện. Xem ra cuộc đời của hai người đã sắp đặt phải ở bên nhau. Đứa bé nào cũng có bí mật, nhưng bí mật của tôi lúc nào cũng bị Khiết Du khám phá.
Hồi tôi còn nhỏ, chưa từng nghĩ đến sẽ che giấu bí mật gì. Cho nên lúc tôi nghe thấy hai đứa nó bàn bạc sẽ mang món đồ kỷ niệm đi chôn giấu, tôi liền cảm thấy hiếu kỳ. Chuyện đó mãi cho đến giờ tôi vẫn còn nhớ. Tôi nghĩ Thái Bảo và Thái Ức có lẽ đã quên rồi. Vậy chúng ta tiếp tục tìm kiếm đi. Thôi đi, đã nhiều năm rồi, có lẽ đã bị người ta lượm từ lâu. Thật ra nó cũng chẳng đáng gì hết. Tại tôi muốn tìm lại nó trước lúc đi xa thôi. Là cái này phải không? Mau đưa tôi xem. Nó vẫn còn đây. Đúng là không thể ngờ được. Đây là do Thái Ức giết. Tôi không có tiền cho nó đi học. Nó có thể giết như vậy đã đáng khen lắm rồi. Từ nhỏ nó đã hy vọng cả gia đình được sống bên nhau. Do đó chỉ lấy được người chồng tốt, có đứa con ngoan, chỉ có đủ mọi thứ, cho nên không còn ân hận. Ông sao vậy? Tôi không sao. Chỉ là trò chơi hồi còn nhỏ. Đi thôi. Đi thôi. Anh có nhìn thấy gì không? Anh có nhìn thấy gì không? Anh có nhìn thấy gì không? Có thấy gì không? Nhìn thấy rồi, nhìn thấy rồi. Thì ra những gì sau đó là chòm sao thợ săn. Đúng vậy, anh nhìn thấy rồi. Không ngờ nó lợi hại như vậy. Tuy nhỏ nhưng có thể nhìn xa. Sao lại chê nó nhỏ? Nó là kính viễn vọng đó. Tôi biết, tôi biết. Là kính viễn vọng. Theo vậy cho thấy những thứ anh cần học hỏi còn nhiều lắm. Cô không chán sao? Lặp đi lặp lại cũng câu đó. Tôi muốn tốt cho anh thôi. Cô có xem tôi như bạn cô không? Tất nhiên là tôi xem anh như bạn rồi. Thường ngày cô hay làm như vậy, hay đuổi bạn của cô đi sao? Tôi chưa bao giờ đuổi bạn tôi đi như anh nói. Tôi chỉ muốn bạn tôi vươn lên thôi. Đã làm bạn của tôi thì không được thua kém ai. Anh không biết gì hết, tối ngày cứ đi theo sau lưng người khác. Cô nói anh anh hùng. Tôi đi theo ảnh có gì không tốt? Chẳng phải cô cũng nói ảnh là một nhân vật sao? Đúng vậy. Chỉ tiếc trong mắt người ta chỉ có ảnh. Anh đi theo bên cạnh ảnh, mãi mãi cũng là em Út thôi. Em Út thì sao? Tôi chấp nhận là em Út không được hả? Anh có chí hướng cao không? Sao anh không thể có lòng tự trọng như người đàn ông thực thụ? Anh cam lòng là món đồ phụ thuộc cho người ta, đáng mặt đàn ông không? Người ta xem thường tôi mắc mới gì đến cô? Cô xem thường tôi, chê tôi là vô danh tiểu tốt thì đừng chọc tôi nữa. Ai thèm chọc anh? Xéo đi, xéo đi. Chỗ này không quan nghênh anh, sau này tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Sao khi không lại nổi điên? Tôi nổi điên mắc mới gì đến anh? Chính anh đã nói anh không đủ tư cách làm bạn của tôi có thể nói gì nữa? Anh đi đi, chúng ta không còn gì hết. Sau này đừng gặp nhau nữa. Có giận tôi thì cô có thể đánh tôi. Cô đừng bao giờ đập bể nó. Đây là đồ của nhà tôi muốn làm gì mà không được. Tôi... cho tôi xem thêm một lát. Anh đúng là con người lì lợm. Anh còn nói tôi chọc anh. Bây giờ đuổi cũng không đi. Tôi không có lì lợm đâu. Tôi tốt bụng thôi. Cô nghĩ xem, những người bạn của cô, nếu không xu nịnh cô thì nói toàn là lời hay. Không có tôi đôi co với cô sẽ chán chết. Có đúng không? Tục ngữ có câu rất hay: cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa. Cho nên tôi không đi được. Tôi bất chấp. Tôi có chán chết cũng là chuyện của tôi.
Cuối cùng cô thừa nhận rồi, không có tôi cô sẽ thấy chán chết. Thật ra anh không thấy ông ngoại anh về quê, không chỉ là vì Y Lư đâu, vì anh không muốn xa anh Hùng và không muốn xa tôi, có đúng không? Không có chuyện đó. Rượu. Đợi đã. Ông chủ Kim. Ông chủ Kim. Tôi tặng cho cậu đó. Cậu xem, có tiền tốt biết bao. Tôi nhớ có một lần đi trên đường, ông nói với tôi, có đôi lúc có tiền cũng sẽ đánh mất những thứ rất quan trọng, ví dụ như thân tình. Cậu không nên làm cục hứng của tôi. Không nên đâu. Họ gặp ông chỉ biết khom lưng uống mình, chấp nhận chịu nhục. Thật ra họ làm như vậy vì những gì? Chẳng qua họ không muốn đánh mất việc làm. Đây là cuộc sống. Vì cuộc sống, có đôi lúc chịu nhục cũng chẳng sao. Không, nỗi nhục đó đủ thay đổi cuộc đời của con người ta, khiến nó thay đổi ông như bây giờ. Một người lớn tuổi, tuy giàu có nhưng không được vui. Ngày xưa ông ở đây cũng từng chịu nhục. Giám đốc và phục vụ trong khách sạn hoàn toàn không quen ông, chứng tỏ sau khi ông trở về Thượng Hải, ông vốn chưa từng đến đây. Nhưng mà ông rất quen thuộc đối với hoàn cảnh nơi này. Ông vừa đến đây lập tức hỏi thăm. Một giám đốc từng làm cho khách sạn này cách đây 20 năm. Lúc đó ông còn nghèo. Do đó cho thấy đủ rồi. Vừa rồi ông nghe tin tay giám đốc không còn làm nữa, giả lại có thể đã bệnh chết rồi. Ông hy vọng, hy vọng có thể bắt hắn chịu nhục ngay trước mặt ông, thì có thể giúp ông xóa bỏ oán hận trong lòng mấy chục năm trước. Cậu có cặp mắt tinh đời, quan sát người rất thấu đáo. Ba tôi là một người nghiêm túc, không hay tự thể hiện mình. Do đó từ nhỏ tôi đã làm quen việc quan sát nét mặt của ông ấy. Tôi đoán cuối cùng ông ấy đang nghĩ gì. Như vậy khá vất vả đó. Không có đâu, tôi cảm thấy như vậy cũng vui lắm. Tại vì đại đa số thời gian tôi đều phải phân tích. Chắc là tuổi thơ của cậu sống rất hạnh phúc. Cũng tạm được. Tuy không giàu có lắm, nhưng không cần phải lo nghĩ về cuộc sống. Vậy cậu hạnh phúc hơn Thái Bảo nhiều. Năm xưa, tôi từng làm tạp vụ tại đây. Tuy chỉ là tạp vụ, nhưng phải gom hết gia tài trong nhà để lo lót cho người ta. Có thể nói tôi phải quỳ xin mới được vào đây làm.
Lúc bấy giờ Thái Bảo vui mừng hết biết. Hàng ngày nó đều ngồi chờ tôi đi làm về, sẵn mang theo một số thức ăn do khách ăn dư trả cho nhà bếp. Từ đó chúng tôi không cần ăn cá nữa. Tối hôm đó nó lại đến đây chờ tôi thay quần áo xong, sau đó cha con về nhà. Tên giám đốc họ Triệu đó thường ngày nổi tiếng hung dữ tàn bạo, không ai không sợ hắn. Đúng lúc hắn uống nước ngọt còn dư, để ngay trên bàn, và Thái Bảo lấy uống luôn. Xin lỗi giám đốc Triệu, xin lỗi giám đốc Triệu, nó là con trai của tôi. Con trai mày thì sao? Tụi mày là lũ trộm cướp. Ba tôi không phải trộm cướp. Thái Bảo, nó là con nít chẳng hiểu biết gì, sao ông lại đánh nó? Có chuyện gì ông cứ nói với tôi, sao ông lại đánh nó chứ? Tại sao vậy? Phản rồi, người đâu? Thái Bảo, con có sao không? Đứng dậy mau, có người làm gì vậy? Ba, à Thái Bảo, thả tôi ra. Thái Bảo, Đừng đánh ba tôi. Ông ấy không phải trộm cướp. Đừng đánh ba tôi mà. Khóc hả? Thì ra mày cũng biết khóc sao? Nếu biết xin tha từ đầu thì đâu có chuyện gì xảy ra. Chứng tỏ tụi mày muốn ăn đòn. Muốn uống không? Đâu cần phải lấy trộm, tao cho mày uống. Miễn sao mày dùng răng mở nắp ra được, tao tặng cho mày uống và không đánh ba mày nữa. Tên giám đốc thường ngày chỉ biết chỉ tay năm ngón đó, chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt, chỉ vì tôi xô hắn một cái, hắn nhất định đòi chà đạp chúng tôi, kể cả con nít cũng không buông tha. Có phải là cái nắp chai mà Thái Bảo giấu trong hộp sắt đó không? Có thật là ảnh dùng miệng khui nắp chai đó không? Đừng làm vậy, cậu mặc tôi. Con trai, đừng khui nữa. Con trai, đừng khui nữa. Đừng khui nữa. Ông đừng làm như vậy. Chuyện đã qua rồi thì cho nó qua luôn. Sao ông phải nhớ lại chứ? Thật sao? Có thể quên được sao? Không. Cho đến hôm nay, chuyện đó vẫn diễn ra trong đầu nó. Chẳng lẽ cậu không biết sao? Anh Hùng à, tôi biết nó không bằng cậu. Không may có một ngày hai người phải đấu trận sinh tử, nó chắc chắn sẽ chết với xích kiếm của cậu. Xưa nay tôi chưa từng nghĩ đến sẽ chống lại ảnh, nhưng nó nhất định phải chống lại cậu. Nó đã tuyên chiến với cậu rồi. Cậu tưởng tôi không biết sao? Hôm đó ông có đến võ đạo quán, có đúng không?
Tôi thật sự không ngờ nó ngang nhiên nói những lời như vậy. Chúng ta sống bên Mỹ, chịu sự đày đọa của người ta, nhưng nó lại cho rằng đất nước càng loạn càng tốt. Chỉ cái lời nói đó, tôi muốn bóp cổ nó. Nhưng tôi là người cha vô dụng. Nhớ lại những gì tôi đã nợ nó, cho nên tôi không thể nặng lời với nó được. Do đó ông thà chấp nhận dẫn thiên quân đi khỏi. Tôi muốn cho nó suy nghĩ lại. Nó chọn người cha này hay dùng thù hận đổi lấy giàu sang. Nhưng tôi cảm thấy ông nên nói rõ với ảnh. Ảnh rất tôn trọng ông, chắc chắn sẽ nghe lời ông. Anh hùng à, tôi có một chuyện muốn nhờ cậu có được không? Cả ngày hôm nay tôi đều suy nghĩ, nhưng tôi không thể thốt ra lời. Tôi cảm thấy tôi quá ích kỷ. Nhưng tôi không thể không nói với cậu. Tất nhiên tôi mong con trai tôi có thể biết lỗi mà sửa. Nhưng mà lỡ như nó không chịu sửa đổi, nhất định đòi kiếm chuyện với cậu. Cậu có thể hứa với tôi cho nó 3 lần cơ hội tha chết cho nó không? Ông nói như vậy là không có lòng tin ở ảnh sao? Có nhiều chuyện khó nói trước được. Nếu như một ngày nào đó hai người phải quyết trận sinh tử, mong cậu có thể niệm tình tôi là sư huynh của cậu. Mong cậu hãy thương hại người cha già đáng thương hại này, mà cho nó 3 cơ hội. Có được không? Thôi được, tôi hứa với ông. Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu.